Người công nhân này đang dỡ tàu, búng nhẹ một cái tàu đã rơi ra, suýt thì nó rơi đè chết người. Các bạn đừng nghĩ đây là chuyện nhỏ. Trên thực tế, những công nhân này làm 8 tiếng một ngày, mỗi giây mỗi phút đều đối mặt với nguy hiểm, thế mà lương của họ chưa đến một đô một ngày. Lúc này có một con tàu đã đến, việc nâng cao cột cờ đánh dấu số phận của con tàu sẽ được tháo dỡ. Những công nhân dỡ tàu này đa số đến từ phía bắc của Bangladesh. Một số công nhân nghèo dùng dây thép để tháo dỡ tàu. Phần đầu con tàu nhanh chóng rơi xuống, như một đống sắt vụn, thậm chí bắn cả vào ống kính máy quay. Anh quay phim suýt mất mạng, chứ đừng nói đến người dỡ tàu. Họ không có mũ bảo hiểm, nếu không cẩn thận thì cái mộ của tàu này cũng chính là mộ của họ. Ví dụ thế này, ống nước được kéo xuống, công nhân bên dưới suýt bị mất mạng, nhưng may mà thoát chết. Nhân viên bên cạnh chạy đến, cảm thấy anh ấy được thần bảo hộ. Buổi tối đi ngủ, em trai của anh ấy cảm thán, nghĩ lại thấy thật may mắn. Khi ống nước rơi xuống, em tưởng anh sẽ chết rồi cơ. Em trai cười nói, nếu có cơ hội, muốn về kéo xe kéo, tích cóp đủ sẽ lái taxi. Nhưng đáng tiếc, họ đã dỡ tàu hơn 10 năm, vẫn không đủ tiền mua xe kéo. Việc dỡ tàu chỉ đủ giúp họ ăn no. Ngược lại với công nhân kiếm 1 đô một ngày, các nhà đầu tư ký hợp đồng với hãng tàu, dỡ một con tàu có thể kiếm 1 triệu đô la. Xem ra ông chủ vẫn là người giàu nhất, có tiền vốn và nhân lực mới là bí quyết kiếm ra tiền. Mấy sắt tàu, nếu là thứ dùng được sẽ bán, còn những sắt vụn không bán được, cũng có thể bán cho nhà máy tái chế phế thải. Dù làm việc dễ hay khó của lao động chân tay, nhưng cũng chỉ nhận được mức lương thấp nhất. Tuy nhiên họ đều vui vẻ vừa làm vừa hát, nâng bong tàu và tiến về phía trước. Cho dù cuộc sống khó khăn cũng không thể dập tắt hy vọng của họ. Họ độc thân hoặc không có ràng buộc, có thể sống ngày nào hay ngày đó. Nhưng người có gia đình như Bellow thì khác. Bellow có một người vợ, tuy nghèo không có tiền mua đồ trang điểm, nhưng cô ấy rất xinh đẹp. Tuy anh ấy chưa chuẩn bị tinh thần làm bố, nhưng họ đã có một cô con gái đáng yêu. Nhưng vì không đủ dinh dưỡng nên cô bé nên bị mù lòa. 6 tháng sau họ có thể nghỉ ngơi, có thể về thăm nhà. Bellow vô cùng nhớ con gái, nhưng nhìn thấy con gái bị mù lòa, anh ấy khóc không ngừng. May mà vợ anh ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành như anh miêu tả. Hai người đã lâu không gặp, về đến nhà họ liền bày tỏ tình cảm. Chỉ là trở lại với hiện thực, Bellow nhận ra mình không có tiền chữa bệnh cho con, nên nằm khóc một mình, nhưng vẫn cần tiếp tục sống. Bellow tiếp tục công việc dỡ tàu, bố anh ấy cũng đi để giúp anh giảm gánh nặng. Bố anh ấy chia sẻ, tuy cuộc sống rất khó khăn, nhưng tương lai sẽ tốt hơn. Con quạ ở đây cũng có tinh thần bất khuất như họ. Điều kiện ở đây quá khó khăn, quạ không tìm thấy cành gỗ, chúng đành nhặt dây thép đan tổ, rồi đẻ trứng ở đó, tiếp tục hy vọng sống. Đón Tết hổ vàng ngập tràn ưu đãi, ốp lưng iPhone chỉ từ 9K, giảm đến 50% cho tất cả các sản phẩm. Nhận ngay 15K khi follow shop, với hàng ngàn voucher vô cùng ưu đãi, cứ mua đi, ngại chi về giá.